Inner Focus Collagen Plus Blue Skin là gì? Liệu có tốt không? Hãy cùng với cả em tìm hiểu kỹ trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên thì em sẽ muốn giới thiệu một sản phẩm mới nữa của Nu Skin, đó là Inner Focus Collagen Plus Nu Skin. Và có thể là các chị chưa biết hoặc là đang tìm hiểu về sản phẩm collagen Nu Skin đó. Thì đây là một sản phẩm bổ sung collagen của Nu Skin Mỹ, được phát triển với mục đích là chăm sóc và cải thiện làn da cho chị em chúng ta. Collagen Plus không chỉ là giúp da trở nên hồng hào, căng mịn, mềm mại, mà nó còn giúp làn da của chúng ta trở nên chắc khỏe hơn. Và để đạt được sự tin tưởng và yêu thích từ nhiều người, thì Inner Focus Collagen Plus đã trải qua quá trình nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng. Và các chị ạ, công thức độc quyền kết hợp với công nghệ hiện đại chỉ có tại Nu Skin đã giúp sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích vượt trội mà không phải là sản phẩm nào trên thị trường cũng có thể đạt được. Sản phẩm này sử dụng collagen peptide hoạt tính sinh học hay còn được gọi là collagen thủy phân. Thì đây là một loại collagen có khả năng hấp thụ rất nhanh vào da, giúp tái tạo và cải thiện vẻ đẹp của làn da từ sâu bên trong. Các phân tử collagen trong sản phẩm có khả năng thẩm thấu nhanh chóng và hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với các loại collagen thông thường khác. Không chỉ dừng lại ở đó đâu, Nu Skin đã sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại và khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn từ châu Âu vào quy trình sản xuất. Sản phẩm này thì đã được chứng nhận an toàn và chất lượng từ các cơ quan thẩm định tại Hoa Kỳ và được Bộ Y tế và Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm kiểm định trước khi mà đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Vậy Inner Focus Collagen Nu Skin có công dụng gì mà lại được nhiều chị em chúng ta yêu thích như vậy? Thì trước hết thì các chị cần hiểu rằng collagen là một cái thành phần cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự trẻ trung của làn da chúng ta. Khi mà chúng ta bước qua cái độ tuổi 25 thì cơ thể sẽ bắt đầu giảm sản xuất collagen, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa như là nếp nhăn này, da nám sạm, rồi là mất đi cái độ đàn hồi. Điều đó thì chắc chắn không chị em nào mong muốn gặp phải, đúng không ạ? Vậy thì Inner Focus Collagen Plus Nu Skin sẽ giúp cung cấp thêm collagen cho cơ thể của chúng ta, từ đó thì sẽ giúp phục hồi và duy trì độ săn chắc của làn da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa trong tương lai. Sản phẩm này thì không chỉ giúp tăng độ đàn hồi cho da mà nó còn hỗ trợ làm sáng da, giảm nếp nhăn và thậm chí là còn giúp tăng cường sự phát triển của móng và tóc nữa. Và theo một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện bởi 75 nhà khoa học, sau 2 tháng sử dụng Inner Focus Collagen Plus Nu Skin, lượng collagen trong cơ thể có thể tăng lên đến 65%, độ đàn hồi và độ sáng của da tăng lên 20%, nếp nhăn giảm 20% và tỷ lệ phát triển của móng cũng như là tóc tăng 12%. Đây cũng là những con số rất ấn tượng phải không các chị? Vậy thì những công dụng như vậy, liệu Inner Focus Collagen Plus Nu Skin có thực sự tốt không? Thì em nghĩ câu trả lời sẽ rõ ràng hơn khi mà các chị biết rằng là sản phẩm này đã được rất nhiều chứng nhận và giải thưởng quốc tế. Collagen Plus của Nu Skin đã nhận được chứng nhận SCS và nhiều những chứng nhận khác về chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Hơn nữa, vào năm 2021 thì Inner Focus Collagen Plus đã vinh dự đạt giải vàng ở hạng mục sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tại Hoa Kỳ. Đây không chỉ là một giải thưởng mà nó còn là một minh chứng cho sự hiệu quả, an toàn và uy tín của sản phẩm trên toàn thế giới. Và rất nhiều các chị em sau khi sử dụng các sản phẩm thì đều cảm thấy là da trở nên mịn màng hơn, săn chắc hơn và các nếp nhăn cũng giảm đi một cách rõ rệt. Một số chị thì còn chia sẻ rằng là tóc và móng tay của họ cũng sẽ trở nên khỏe mạnh và nhanh dài hơn sau khi sử dụng sản phẩm nữa. Và những phản hồi tích cực này thì cũng là một minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả mà em Inner Focus Collagen Plus này mang lại. Vậy thì tại sao các chị lại nên lựa chọn sản phẩm Inner Focus Collagen Plus Nu Skin trong vô số các sản phẩm collagen khác trên thị trường? Thì theo em là sẽ có một số lý do chính sau đây. Thứ nhất, đó chính là sản phẩm này sử dụng collagen thủy phân cao cấp, có khả năng thẩm thấu nhanh và hiệu quả hơn so với các loại collagen thông thường. Thứ hai, đó là công thức độc quyền kết hợp với công nghệ tiên tiến của Nu Skin giúp cho sản phẩm đạt được hiệu quả tối ưu mà không phải là sản phẩm nào cũng làm được điều này đâu các chị ạ. Và thứ ba, đó chính là sản phẩm này đã được kiểm chứng lâm sàng và nhận được rất là nhiều những chứng nhận uy tín, đảm bảo an toàn và hiệu quả của sản phẩm cho người tiêu dùng. Và cuối cùng, đó là em Inner Focus Collagen Plus này thì không chỉ là giúp cho các chị có thể duy trì làn da trẻ trung mà còn mang lại rất nhiều những lợi ích sức khỏe tổng thể như là tăng cường sự phát triển của móng và tóc. À, cuối cùng em muốn nói đến rằng là việc chăm sóc da từ bên trong bằng cách bổ sung collagen là một điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi mà chúng ta đã bước vào độ tuổi lão hóa rồi. Inner Focus Collagen Plus Nu Skin là một lựa chọn tuyệt vời cho các chị nào đang muốn duy trì và cải thiện sức khỏe vẻ đẹp làn da của chúng ta. Vậy thì với những gì mà
các sản phẩm này mang lại thì chắc chắn là nó sẽ không để cho các chị phải thất vọng đâu. Và các chị cũng có thể xem thêm các thành phần cũng như là công dụng trên sản phẩm. Và nếu như là các chị đang muốn sở hữu Inner Focus Collagen Plus Nu Skin chính hãng từ Nu Skin với một mức giá ưu đãi thì hãy nhanh tay inbox cho Nu 88 ngay, bởi vì bên em đang có chương trình khuyến mãi cực sốc, giá gốc trên thị trường là 2.969.000 đồng. Thế nhưng ngày hôm nay Nu 88 giảm mạnh giá chỉ còn hơn 1 triệu thôi, mà mình lại còn được nhận tận thêm 6 phần quà lên đến giá trị hơn 60.000 đồng. Và đặc biệt là tại Nu 88, các chị sẽ có quyền là được kiểm tra hàng chính hãng này, sản phẩm thì phải chất lượng này, rồi mình được kiểm tra số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, rồi là các vạch mã ở trên bao bì. Các chị cảm thấy là sản phẩm đúng như là những gì mà em giới thiệu thì mình nhận hàng giúp em. Và cảm ơn các chị đã xem đến hết video này của Nu 88. Nếu như là các chị thấy hay thì cũng đừng quên like, share và để lại bình luận phía dưới cho Nu 88 biết nhé. Và nhanh tay inbox cho Nu 88 ngay, hoặc là để lại bình luận ở phía bên dưới để bên em sẽ hỗ trợ kịp thời cho các chị. Hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo.